Lời đầu tiên, Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, Minh Hoàng chào chị. Rồi, chị chào em. Dạ, chị chào quý vị khán giả cộng đồng mạng nha chị. Rồi, chị chào khán giả trên đồng mạng ở tất cả là trong nước và ngoài nước. Rồi, cảm ơn chị. Chị cho mọi người biết chị tên gì nè, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu chị? Chị tên là Nguyễn Thị Tuyết, chị sinh 1964, chị ở tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1964, là chị Tuyết 60 tuổi ha. Rồi. Chị đến từ Đồng Nai. Rồi chị À. Tuyết nè, chị có cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội không? À, có em. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân chị Tuyết yêu cầu Minh Hoàng tháo gỡ bỏ video là không được ha. Rồi. Chị Tuyết phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của mình ha chị Tuyết. Rồi, chị cảm ơn. Rồi. Chị Tuyết nè, chị cho biết hôn nhân gia đình của chị như thế nào chị Tuyết? Chị có 5 cháu, 4 gái và 1 trai, đã có gia đình hết rồi. Nhưng mà hôn nhân của chị với ông xã chị đã ly hôn là bắt đầu là từ khi năm 2003 cho đến khi kết thúc có giấy ly hôn là năm 2004. Có nghĩa là 1 năm sau chị mới có giấy ha. Đúng rồi. Năm người con lớn có gia đình ở riêng hết rồi hả chị Tuyết? Đúng rồi, mấy đứa con đó là chị nuôi hết cả, nhưng mà con chị giờ là đã có gia đình hết rồi, nói chung là không. Hiện nay ở Đồng Nai là nhà của chị Tuyết luôn ha, là nhà của ai chị? Nhà này là nhà của cô con gái, còn nhà chị đầu trên một chút xíu. Ngày hôm nay con chị nó đi công việc, chị xuống đi trong nhà. Có nghĩa là cũng chị cũng có một cái nhà riêng Đúng rồi. ha. Chị Tuyết hiện nay chị đang làm công việc gì chị? Chị trước tới giờ là chị đi mua và bán là điều, tiêu và mì, bắp. Nói chung là các loại mặt hàng nông sản. Nhưng mà bây giờ là mùa mà nó cũng thấp đó, rồi nó cũng không còn hàng được bao nhiêu. Bây giờ đi thì còn chị cũng vẫn còn đi điều thôi. Nhưng mà lớn tuổi mình nó cũng có rồi đấy em. Thì chị cũng cũng không đi bao nhiêu. Thì bây giờ có ai gọi thì chị cũng vẫn đi điều, mua điều. Thì Có nghĩa cô là chị làm thương lái đúng rồi, ha, chị đi thu mua rồi bỏ lại cho các chợ đầu mối ha. đúng rồi, bỏ lại cho đại lý Bỏ cho đây đi. nha. Cuộc sống mình thu mua vậy chắc khá ha chị Tuyết ha. Mấy năm trước thôi chứ còn bây giờ thì cũng chị cũng nghỉ hưu nay cũng được từ năm ngoái giờ, nói chung ra là từ 2 năm nay á, là cũng mình cũng có làm cái công việc khác, nó nhẹ nhàng hơn, nó cũng có thu nhập cho mình. Ngoài ngoài cái công việc mua bán ra thì chị cũng có làm cái công việc khác nó nhẹ nhàng hơn ha. Đúng rồi. Chị Tuyết là chị cao bao nhiêu? Chị cao 1m64, nặng 55 kg. Dáng chị cũng cao ha, cũng chuẩn lắm á. Chị 60 tuổi thế chị cũng trẻ mà. Có thường hay đi đi chơi ví dụ như những cái với bạn bè nữ với chị á như cà phê hay là các quán hát với nhau ca nhạc gì không? Nói chung là từ lâu quá là chị không có đi, là bắt đầu từ năm ngoái giờ là mới có đi thôi. Nó rảnh rơi, rảnh rơi mình không còn mua bán gì bao nhiêu nữa đó. Thì chị có tuổi rồi đó, là chị nghĩ cũng có bạn bè chị em mà rủ nhau đi uống nước rồi cũng có. Mà Có thường chỉ nói đi tới chung là 1 tuần đi buổi chủ nhật thôi em. đi tới hát hò rồi ha. Có khiêu vũ Hát không? hò là chị ít lắm hả? Có khiêu Không em. vũ Chị không chị có thích hát hát không?
Mình cũng có biết hát nhưng mà chị cũng không có đam mê gì mấy vụ đó lắm, cũng không có. Chị cũng không có đam mê ha. Chia tay với người chồng của chị cách nay cũng khá là lâu rồi ha, cũng 20 năm Hai rồi. chục năm, Hai mươi năm rồi mà chị Tuyết không có quen được một anh nào khác ở bên ngoài sao? cái chung trong thời gian đó là mình nói không hẳn thì nó cũng không có, thời đó là mình còn trẻ mà thì cũng có quen, nhưng mà thời gian đó con mình nó cũng vẫn còn nhỏ, nó còn học hành rồi đó em, thì cũng có gì đó nhưng mà cảm thấy nó cũng không có được tiếng nói chung gì mấy. Có đến sống chung với nhau không chị? Có. Trời, không bao lâu chia tay ha. Ừ, cũng nói chung đâu là mình cũng có con đó, rồi con mình cũng phải lo cho con mình chứ giờ là sao được, mình cũng đâu có mình vì họ thì mình bỏ con mình thì cũng không được em. Trải qua bao nhiêu mối tình như vậy? Không, chỉ có mới một ông xã chị ly hôn xong rồi qua một người nữa thôi, một người đó thôi, cũng chưa hẳn là vợ chồng gì đâu. Chị có cái ưu khuyết điểm gì à chị Tuyết? Khuyết điểm gì hả? Tính nói À, chung là điểm mạnh cái điểm mạnh á, à, cái điểm mạnh của chị á. điểm mạnh của chị là nói chung ra là chị sống thì rất là hoạt bát, nói chung là chị cũng rất là tin người, nên là lúc nào chị cũng rất là thương người, nói là như vậy chứ rất là tôn trọng hết mọi người, bản tánh chị rất là cũng dễ chịu. Còn điểm yếu Điểm yếu với chị thì chị ưa tuổi lòng, nói chung là cũng ưa tuổi lòng, ưa suy nghĩ cũng điều gì mà ai nói nặng cũng dễ khóc á. một lần khóc vậy Ưa lâu không, thời gian cũng ngắn thôi, cũng mau quên lắm. không? Rồi. Công việc của chị làm xong rồi là về nhà rồi ở trong nhà vậy thôi hả, ít có khi đi đâu hả? Chủ À, chị ở nhà không thôi, nói chung là công việc chị hồi xưa giờ chị làm á là có con á, là nói chung đó là chỉ có công việc ngoài thôi, cái còn công việc nhà là có con đồ lo cơm nước đồ hết. Như cuộc sống với chị giờ là sống rất là thoải mái, nói chung không có giàu có gì nhưng mà cuộc sống rất là thoải mái. Chương trình Mảnh ghép yêu thương lâu chưa? À, chị cũng có thêm nay cũng được 6-7 tháng rồi đó. Chị thấy bên em cũng có tâm mà làm cái mảnh ghép yêu thương, cũng rất là chị coi nó cũng rất là thích hợp đối với chị, cũng thấy cũng nhiều người em cũng kết nối cũng có được thành công á, chị thấy nó cũng cũng hợp ý với chị một việc như vậy á. Rồi chị mới lên tham gia cái chương trình của em. Rồi, cảm ơn chị Tuyết đã tin tưởng ha. Hôm nay nên chị mới mạnh dạn gọi đến chương trình, nhờ chương trình tìm giúp cho họ hộ cho chị nửa cái mảnh ghép còn lại đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ chị Tuyết nè, chị muốn cái mẫu người đàn ông kế tiếp này đến với cuộc đời của chị là cái mẫu người đàn ông như thế nào để không phải bị vấp ngã như hai lần trước nữa. Tại vì một lần vấp ngã nó sẽ rất là mệt mỏi đúng không chị Tết? Đúng rồi. Nên chị phải đưa ra những cái tiêu chí thật sự cho nó sát sao để các anh nào nằm trong cái tiêu chí của chị á dễ dàng kết nối với chị và sau khi đến ở cùng với chị nó đỡ bỡ ngỡ hơn. Đúng rồi. Rồi bây giờ chị thích cái mẫu người đàn ông như thế nào? Nói chung mỗi người đàn ông là cũng hơi cao ráo một chút xíu, là hiền lành, phải biết tôn trọng lẫn nhau. Chị cái là cứ chị cũng yêu thích ai vậy thôi, chứ là lứa tuổi mình bây giờ lớn rồi thì cũng mình cũng thấy thích cho những người có cái chương trình họ lên, họ cũng muốn kết nối người phụ nữ là bây giờ cũng về là sống chung với nhau, cho cái là ông lo bà lo ông, vậy thôi, tôn trọng lẫn nhau. Thấy cao ráo Đúng rồi.
lịch sự lịch sử ha, rồi hiền dạy lành. hiền lành. Đó, Rồi bây giờ hiền độ lành. tuổi nè, độ tuổi là khoảng bao nhiêu? Nói chung là độ tuổi cỡ tầm tuổi như chị, hay hoặc lớn hơn già 3 tuổi, hay hoặc là nhỏ hơn già 3 tuổi cũng được, chắc cũng đừng nhỏ lắm. Nhỏ hơn vài 3 tuổi, lớn hơn vài 3 tuổi. Thì Rồi. năm nay là chị 60, vậy là từ 57 cho tới 63 Đúng rồi. ha. 57, 63. Rồi chị có muốn anh đó có công ăn việc làm, nhà cửa như thế nào không? Nói chung là nhà chị thì cũng có nhà, nhưng mà gặp một người đàn ông đó mà có thích đi đến với họ thì chị cũng vẫn sống cùng với người ta. Như thí dụ như người ta là cũng có gia đình mà đơn chiếc á, thì người ta yêu cầu thì chị cũng vẫn được sống cùng với người ta cũng vẫn được. Còn mà như người ta mà muốn về bên chị ở thì đất gì rất là nhiều, thì cất thêm nhà. Còn nhà con của chị thì chị cũng không thích cái người mà chị đi đến là ở chung với con chị cũng để ở riêng mình cất nhà khác. Nói chung là đất đai chị có. Có nghĩa là nếu mà anh đó không có nhà thì đến bên chị thì hai người cùng xây cái nhà trên đất của chị ở ha, Đúng rồi. ở để mình nương tựa với nhau lúc tuổi già ha. Đúng rồi. Rồi về thí dụ như công việc của ảnh á, thì ảnh thì cũng cao ráo nè, người cũng dễ coi hiền lành, nhưng mà vì một cái phước báo gì đó họ ảnh kém trong cái vấn đề mà phước á chị. Công ăn việc làm ảnh cũng cố gắng làm cũng rất là tốt, nhưng mà không có nhiều tiền mà cũng không có nhà, thì đến với chị thì ở với chị có được không, rồi chị cùng làm công việc mua bán với chị có được không? Suy nghĩ ha, cái này suy nghĩ cho chín chắn ha. Thì đúng rồi, cái đó cũng khó, mình có tuổi rồi, chứ giờ mà như vậy thì Em cũng hơi khó cho mình đó. Minh Hoàng thì nói thẳng lắm ha, cái này là phải suy nghĩ kỹ nha, rồi Đúng hãy trả rồi, lời đừng có vội vàng nha. đúng rồi, cái đó để chị trả lời sau đi. Không, nhưng mà cái ý của chị á, nhắm thấy ví dụ như có được hay không để các anh người ta biết, người ta có cái năng lực để kết nói với chị nó lẹ hơn, hay Đúng rồi. là chị có cái tiêu chí chị nói là chị phải nói rõ là cần anh đó ít lắm cũng phải có cái nhà hoặc là có công ăn việc làm ổn định tự lo cho cuộc sống của mình được, thì các anh nào nằm trong tiêu chí đó thì kết nối với chị. Còn nếu mà chị mở rộng ra chút xíu nữa, ví dụ như giờ chị có của ăn của để nè, chị có đất đai nè, chị chỉ cần muốn kiếm cái anh đó cao ráo hiền hòa, lịch sự, sống có đạo đức về ở với chị, thì chị tạo điều kiện, chị có nhà thì nó là khác nữa. Đúng rồi. Thì bây giờ Minh Hoàng muốn chị nói ra rõ ràng cụ thể cái tiêu chí của mình để các anh dễ dàng kết nối với chị hơn. Rồi, chị tiếc là chị ngồi lui ra sau chút xíu ha, để nó mất cái đó. Rồi rồi chị trả lời đi. Nói chung em nói xong cho chị nói nha. Chị cũng có theo dõi bên chương trình, cũng có mấy anh cũng cũng nhờ em kết nối, cũng giống như chị vậy đó. Thì chị trong đó chị cũng có chọn một hai anh rồi, thì không biết là anh được có duyên chưa thì chị cũng chưa biết. Thì có gì để chị trao đổi lại với em cái khoản đó sau. Thì em biết là cái ý của chị lên hôm nay chị muốn bày tỏ bản thân và chị muốn kết nói với cái anh đó, em hiểu. Nhưng mà ý em muốn là chị đưa ra cái tiêu chí, ví dụ như anh đó không muốn, ví dụ như anh đó không đồng ý với chị, thì cái tiêu chí mình đưa ra để các anh có nhiều cái lựa chọn cho mình, và cũng như đưa ra cũng đó cũng là cái lựa chọn của chị nữa đó. Đúng rồi. Rồi chị ngồi lui ra đi, lui ra để nó mất cái phần đầu nó không đẹp. Chị đang chị đang đẹp này mà nó mất đi là sẽ không đẹp mà. Nhưng mà chị tiếc nè, theo chị nói chị ấn tượng thì em nghĩ là
Chị cũng là một người phụ nữ rất là thích đi du lịch Đúng rồi. đúng không? Ừ. Chị nói ra là em hiểu là chị muốn chọn cái người nào rồi, nhưng mà ý là bây giờ tiêu chí của chị nè, em hỏi lại là chị có muốn anh đó có công ăn việc làm, ổn định nhà cửa, ổn định hay không? Muốn chết cũng có công ăn việc làm mà ổn định cũng phải có nhà cửa, mà còn nói cùng với chị là đi du Ừ, đó. lịch. Cái tiêu chí nó phải rõ ràng như vậy Rồi đúng rồi. để các anh biết. Ví dụ như bây giờ anh đó không lo được cho chị nhưng mà cũng lo được cho bản thân anh đó. Chị Đúng rồi. cũng có cái phần của chị thì hai người cùng góp gạo thổi cơm chung, ví dụ như đi chơi thì của ai nấy lo cũng được đúng không? Đúng rồi. Thì đó thì chẳng thà như vậy đi, nó cụ thể nó rõ ràng hơn. À. Chứ nói mập mờ chị nói ví dụ như không cần anh đó có nhà có cửa, cũng có rất là nhiều anh đó, nhiều khi nhiều anh bảo vệ hay là nhiều anh đi làm những cái nghề vất vả một chút, ví dụ như là đi làm phụ hồ hay ví dụ vậy, hay là À. các anh làm vườn làm rẫy gì đó, họ cũng muốn Ừ. kết nói với chị, rồi lúc đó cái chị chê cũng tội nghiệp cho các anh ha. Cái gì nó cũng phải rõ ràng chút để các anh nhắm được, lượng được sức mình để mà tiến tới trong cái vấn đề kết nối nó được dễ dàng, mà nó cũng thành công, nó cũng đạt tỷ lệ cao hơn. Ừ. Rồi bây giờ chị còn muốn nói thêm gì nữa không? Thì cái người đó chị nói thì em biết rồi, sau khi video này đăng lên em sẽ lấy có cái đường link em sẽ gửi cho anh ấy xem và đợi Ừ. hồi âm của anh ấy ha. Còn bây giờ em muốn chị có cái lời nào đó gửi đến cho các anh không, để các anh nghe và hiểu được chị hơn nè. Nói chung nhiều khi chị cũng không có nói những cái lời gì hay quá, là chị cũng xin phép mấy anh cũng có gì nói sai sót thì mấy anh và mấy chị trên lòng mạng cũng tha thứ cho. Thì em cũng xin chào các anh nào mà có cũng cùng một số phận giống như em, thì cũng nhờ bên mảnh ghép để ghép đôi cũng giống như em gì đó, thì anh có xem chương trình này thì gặp em, thì anh hiện giờ bên em cho số điện thoại rồi để mình gặp nhau để trò chuyện nhau hơn. Đúng Được rồi, không? phải tìm hiểu nữa chứ, chứ đâu Đúng phải rồi. là mình nói lâu kết nối là thành công đâu, mình phải tìm hiểu thời gian Đúng rồi em, phải tìm lớn hiểu chứ. Ừ. rồi Cái bé của tìm mình hiểu vấp ngã nữa là chết á. đúng rồi, nếu mà mình Ừ. thấy hợp thì mình có thể tới nhà người này hoặc là người kia tới nhà người nọ, ví dụ vậy, để Đúng mình tìm rồi. hiểu rồi sau Ừ. đó mới quyết định hả chị ha. Đúng rồi, sắp với chị mà chị mới quyết định được. Rồi chị đừng có lo sợ cộng đồng ném đá, chị còn đất nhiều mà, trời ơi bắt quá mình kéo xe về mình xây đỡ tốn tiền gạch, chỉ mua xi măng Nói chung là chị cũng không có quan tâm vấn đề đó. Nói chung cuộc sống của chị là giờ đúng mình cảm thấy rồi. mình neo đơn nha, sau gì mình tìm một người là để an ủi khi đau khi ốm, ông lo bà lo ông thôi. Chứ còn cuộc sống thì chị rất là thoải mái, con chị rất là có hiếu, nói chung vậy. Các con chị có biết chị lên chương Biết chứ, chị có nói qua thông khảo với con thì con chị nó cũng nói vậy. Nói chung là cũng mà cũng có người cũng đang để ý chị nhưng mà chị không có hài lòng, mà con chị nó cũng không có hài lòng đó. Thành ra là nói thôi bây giờ mẹ mà muốn thì mẹ lên cái chương trình đó, nó có ý nghĩa hơn đó. Bên em nè, thấy bên em á cũng nhiều cái nó cũng hay hay à. Rồi. À. Chị tiếc là chị bên đạo gì? Chị bên Phật giáo, À, Phật giáo. chị Chị có pháp cũng danh em đi chùa chưa? không em Chưa có pháp danh hả? Chưa quy y hả? à, chưa, cũng ưa đi từ thiện rồi cũng cũng nhiều lắm. Chị cũng ưa đi chùa, ưa từ thiện mà cũng cũng không có pháp gia cũng chưa. Con em út nó cũng vừa nói với chị hoài như vậy đó, nhưng mà chị cũng chưa. Ừ.
Thôi thì cái đó cũng là một cái giả danh thôi, không có gì đâu, do Đúng rồi, cái mình sống cái tâm mình không à. rồi rồi thôi bây giờ chị chào quý vị khán giả, chị em mình kết thúc ha. À, chào quý vị khán giả. Rồi trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Rồi chào chị Tiết ha. Rồi, chị chào em nha. Dạ.